Sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích hạn chế vào Iran vào ngày 18 tháng 4, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ leo thang trả đũa thêm. Israel được cho là đã phá hủy ít nhất một radar tên lửa đất đối không S-300, gần một trong các cơ sở hạt nhân của Iran, ám chỉ khả năng tấn công thêm các cơ sở hạt nhân của Iran. Dù Iran tuyên bố sẽ không đáp trả, tình hình Trung Đông vẫn rất biến động. Trong bối cảnh Israel vẫn giao tranh gần như hàng ngày tại biên giới phía Bắc với lực lượng Hezbollah, được Iran hậu thuẫn ở Lebanon và chiến sự Israel-Hamas vẫn tiếp diễn tại Gaza. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích làm rõ tên lửa phòng không của Iran là vô dụng và các hệ thống tương tự của Trung Quốc là phải đối mặt với vấn đề tương tự. Trước tình hình của Iran, Trung Quốc không thể không lo ngay ngáy. Một khi chiến tranh nổ ra, hệ thống tên lửa phòng không của Trung Quốc có thể không chịu được các cuộc không kích của quân đội Mỹ hoặc lực lượng liên minh. Iran không thể ngăn chặn các cuộc không kích của Israel. Ngày 13 tháng 4, Iran tiến hành các cuộc không kích hỗn hợp, gồm hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn nhằm vào Israel, nhưng 99% trong số đó đã bị lực lượng liên minh Israel đánh chặn. Vào ngày 18 tháng 4, Israel đã tiến hành các cuộc không kích trả đũa tương đối hạn chế. Một số phương tiện truyền thông đưa tin, máy bay chiến đấu của Israel đã phóng ít nhất 3 tên lửa không đối đất vào không phận không xác định bên ngoài Iran, nhắm vào một căn cứ không quân của Iran. Theo phân tích hình ảnh vệ tinh, Iran đã triển khai tổ hợp tên lửa đất đối không S-300 BMU-2 tại đây và cuộc không kích của Israel có khả năng đã làm hỏng radar tấn công của tên lửa đất đối không S-300 BMU-2. Khẩu độ tên lửa phòng không này được đặt tại Isfahan, miền trung Iran và là một phần của hệ thống phòng không của các cơ sở hạt nhân gần đó, nơi đặt cơ sở làm dầu uranium chính của Iran. Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, truyền thông phương Tây và Iran đều khẳng định Israel không tấn công bất kỳ cơ sở hạt nhân nào ở Iran. Israel có khả năng phá hủy radar tên lửa phòng không tốt nhất của Iran và tất nhiên nước này cũng có khả năng tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Israel nên dùng điều này để cảnh báo Iran rằng nếu nước này dám hành động liều lĩnh một lần nữa, các cơ sở hạt nhân của Iran có thể không an toàn. Sau lời kêu gọi từ Hoa Kỳ và phương Tây, Israel cuối cùng đã tiến hành các cuộc không kích hạn chế để đáp trả các cuộc không kích hỗn hợp quy mô lớn của Iran nhằm vào Israel. Bằng cách này, hai bên không cần phải leo thang xung đột. Điều này có lợi cho cả hai bên và cho tất cả các bên. Iran phủ nhận kết quả cuộc không kích của Israel, nhưng nhiều người đã nghe thấy ít nhất có 3 vụ nổ. Iran tuyên bố rằng hệ thống phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái nhỏ trên Isfahan, chứ không phải tên lửa, gây ra vụ nổ giữa không trung. Iran thậm chí còn chưa xác nhận bất kỳ cuộc tấn công từ bên ngoài nào, chỉ có sự xâm lược bên trong. Khả năng Israel sẽ phóng một máy bay không người lái nhỏ để tấn công Iran là rất nhỏ. Dẫu sao, khoảng cách giữa hai nước là hơn 900 km. Máy bay chiến đấu tàng hình và tên lửa không đối đất của Israel phải đủ tự tin để xuyên thủng hệ thống phòng không của Iran, mà không cần sử dụng máy bay không người lái chậm để dọn đường hoặc gây nhầm lẫn cho đối thủ. Lực lượng không quân Israel không nên áp dụng cách tiếp cận tương tự. Điều này tương đương với việc vạch trần trước cuộc không kích và đánh mất khả năng che giấu cũng như bất ngờ của cuộc tấn công. Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Điều khiến Mỹ và phương Tây lo lắng là điều khó chấp nhận nhất là vũ khí hạt nhân của Iran tạm thời không thể tấn công Mỹ, nhưng có thể tấn công Israel. Israel đã cố gắng ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Iran. Cuộc không kích này nhằm mục đích phá hủy các radar tên lửa phòng không gần các cơ sở hạt nhân của Iran. Nó nhằm chứng minh rằng nó hoàn toàn có đủ khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Giới chức Mỹ tiết lộ họ đã nhận được thông báo trước từ Israel và xác nhận mục tiêu của cuộc không kích không phải là cơ sở hạt nhân. Iran tạm thời mất hệ thống phòng không, nhưng cơ sở hạt nhân của nước này không bị hư hại để giữ thể diện. Sự thật đã bị che đậy. Israel không có bình luận về việc này và hai bên nên tạm thời rút quân sau cuộc đọ súng. Vũ khí bí mật Israel dùng tấn công Iran nghi là tên lửa phóng vào quên của Rampage 2. Hình ảnh vệ tinh cho thấy radar của hệ thống phòng không S-300 của Iran
đã bị nhắm trúng và hư hại, cho thấy tên lửa tấn công là loại cực kỳ chính xác mà phòng không của Tehran không phát hiện được. Các hình ảnh vệ tinh do Iran International đăng tải cho thấy kế hoạch gây hại đã được thực hiện rất chính xác. Theo báo New York Times, tên lửa được sử dụng trong vụ tấn công là loại có công nghệ cao, có khả năng tránh được hệ thống radar của Iran, trong một động thái được cho là đã được lên kế hoạch để khiến Tehran phải suy nghĩ kỹ trước khi thực hiện một vụ tấn công khác vào Israel. Theo NIT, tên lửa của Israel được phóng từ một máy bay chiến đấu cách xa không phận Israel hoặc Iran. Tuy nhiên, bất chấp các báo cáo, Iran vẫn khẳng định chỉ có một vài chiếc drone được phóng đi và chúng không gây thiệt hại nào. Trong khi đó, trang phân tích quân sự The Wall Street đã phân tích những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội X về xác tên lửa rơi ở Iraq, cho thấy có sự tương đồng của những phần này với tên lửa của Israel. Dựa trên các hình ảnh, The Wall Street cho biết đây là tên lửa không đối đất Rampage của Israel, được thiết kế phóng từ máy bay. Đài Khan của Israel cũng đưa tin tên lửa Rampage đã được xác nhận qua các hình ảnh và mức độ thiệt hại của vụ tấn công cũng phù hợp với việc loại tên lửa này đã được sử dụng. Rampage là một loại vũ khí phóng vào quên. Nghĩa là sau khi đã được khai hỏa, tên lửa này không cần can thiệp từ bên ngoài để dẫn đường chính xác đến mục tiêu. Sau khi tên lửa được phóng từ máy bay, phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ có thể quay đầu và di chuyển đến khu vực khác. Tên lửa Rampage có chiều dài 4,7 mét và có thể di chuyển với tốc độ siêu thanh, khiến các hệ thống phòng không như vòm sắt cũng khó phát hiện và đánh chặn. Theo báo Times of Israel, loại vũ khí này do Israel sản xuất và được thiết kế nhằm xâm nhập và phá hủy những khu vực được bảo vệ như hầm trú ẩn. Tên lửa phòng không S-300 của Iran bị vô hiệu hóa. Khoảng cách giữa hai bên trong vòng giao tranh này đã rất rõ ràng. Các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn của Iran rất khó xuyên thủng mạng lưới phòng không của Liên minh và Israel. Tên lửa phòng không S-300 tốt nhất chưa được sử dụng không hiệu quả. Thay vào đó, radar đã bị phá hủy. Điều này thật sự đáng xấu hổ. S-300 là dòng tên lửa đất đối không tầm xa cho Liên Xô cũ phát triển. Nga tiếp tục nâng cấp và xuất khẩu sang nhiều nước. Trong đó có Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Ai Cập, Hy Lạp, Iran và Kazakhstan, Bắc Triều Tiên, Syria, Venezuela, Việt Nam. Trung Quốc là khách hàng nước ngoài mua S-300 lớn nhất. Kể từ những năm 1990, nước này đã nhập khẩu 2 tiểu đoàn mẫu S-300 BMU cơ bản, 8 tiểu đoàn mẫu S-300 BMU-1 và 15 tiểu đoàn mẫu S-300 BMU-2, với tổng số khoảng 2.500 viên đạn. Mỗi tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300 gồm 4 bộ bệ phóng và 16 xe phóng. Trung Quốc đã phải trả giá đắt với giao dịch cuối cùng, được cho là lên tới 4 tỷ đô la Mỹ. Iran đã nhận được trang bị 4 khẩu đội tên lửa S-300 BMU-2 vào năm 2016. Mỗi khẩu đội bao gồm một radar thu thập mục tiêu, một radar tấn công và 4 bệ phóng. Iran cũng có hệ thống tên lửa phòng không trong nước, nhưng tương đối lạc hậu. S-300 là tên lửa phòng không tốt nhất của Iran. Israel đã phá hủy radar tấn công của S-300, vô hiệu hóa một khẩu đội tên lửa. Tên lửa phòng không S-300 đã hơn một lần bị chỉ trích. Năm 2020, quân đội Syria tuyên bố radar của hệ thống phòng không S-300 có khả năng phát hiện hạn chế và không thể chống chọi lại các cuộc không kích của Israel. Ngày 17 tháng 5 năm 2022, trong một cuộc không kích của Israel vào Syria, tên lửa S-300 do quân đội Nga vận hành đã phóng tên lửa vào máy bay chiến đấu F-16 của Israel. Đây được coi là kỷ lục chiến đấu thực tế đầu tiên của S-300. Một số phương tiện truyền thông cho biết quân đội Nga đã phóng tổng cộng 13 tên lửa phòng không, nhưng không có máy bay nào bị bắn trúng. Israel sau đó xác nhận hệ thống phòng không S-300 của Nga đã phóng tên lửa nhưng không gây ra mối đe dọa cho máy bay Israel và tuyên bố rằng máy bay chiến đấu của Israel thậm chí không có mặt trong khu vực. Sau cuộc chiến Nga-Ukraine năm 2022, tên lửa S-300 của quân đội Nga gần như không có hiệu suất. Còn phiên bản nâng cấp của S-300 là S-400 về cơ bản là im lặng. Ngày 13 tháng 4 năm 2022, tàu tuần dương Moscow soái hạm của hạm đội Biển Đen của Nga bị tên lửa chống hạm Ukraine đánh chìm. Tên lửa phòng không S-300 trên tàu không hoạt động. Quân đội Nga đã thay thế hoàn toàn tên lửa phòng không S-400 và tên lửa S-300 đã lỗi thời. Quân đội Nga thường sử dụng S-300 làm tên lửa đất đối đất để tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Iran đang cung cấp viện trợ quân sự cho Nga và hứa sẽ cung cấp cho Iran tên lửa phòng không S-400
và máy bay chiến đấu Su-35, nhưng tạm thời khó chuyển giao chúng. Năng lực phòng không của Iran yếu và không thể ngăn chặn các cuộc không kích của Israel để bảo vệ các cơ sở hạt nhân và không thể leo thang xung đột với Israel. Nước này chỉ có thể dừng hành động, trong khi nói dối và ca hát. S-300 và các biến thể của nó cũng là lực lượng phòng không chủ lực của Trung Quốc. Các cuộc không kích của Israel đã phá hủy radar tên lửa S-300, không chỉ Iran và Nga. Trung Quốc, với tư cách là nước sử dụng S-300 lớn nhất bên ngoài Nga, cũng xấu hổ. Quân đội Trung Quốc đang nóng lòng chuẩn bị chiến đấu chống lại lực lượng Mỹ và Liên minh, nhưng sự thất bại của hệ thống phòng không S-300 của Iran phản ánh hệ thống phòng không của Trung Quốc cũng có thể rất mỏng manh. Hiện là lực lượng phòng không chủ yếu của nước này. Tên lửa S-300 của Trung Quốc nhập khẩu từ Nga nên được trang bị cho 25 tiểu đoàn, đầu tiên được triển khai ở Bắc Kinh, sau đó được triển khai gần eo biển Đài Loan, và sau đó được triển khai đến các thành phố lớn ven biển như Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến, Đại Liên, Thanh Đảo và Tam Á. Tên lửa phòng không Hồng Quy 9 mà Trung Quốc nhiều lần khoe là hàng nhái của S-300, Hồng Quy 9B cải tiến có tầm bắn tăng lên 250 km, nhưng hình dáng bên ngoài vẫn giống S-300. Tổng cộng có 60 tiểu đoàn S-300 và Hồng Quy 9B của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đã được triển khai. Phiên bản 2 Hồng Quy 9 của Hải quân cũng là vũ khí phòng không chính của các khu trục hạm 055 và 052D. Tên lửa không đối đất do Israel tự sản xuất, một phần vay mượn công nghệ tên lửa của quân đội Mỹ, dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng không S-300 nếu Trung Quốc hấp tấp phát động chiến tranh và quân đội Hoa Kỳ tiến hành phản công. Cho dù đó là tên lửa không đối đất AGM-158 do máy bay chiến đấu phóng đi, hay tên lửa hành trình Tomahawk do tàu chiến và mặt đất phóng đi, S-300 và Hồng Quy của Trung Quốc sẽ có thể không hiệu quả. Giống như Israel, các cuộc không kích của quân đội Mỹ sẽ đi đầu trong việc phá hủy các radar phòng không khác nhau của Trung Quốc, khiến hệ thống phòng không trở nên kém hiệu quả, sau đó tiến hành các cuộc không kích tiếp cận quy mô lớn hơn. Trung Quốc từng thừa nhận rằng để tránh sự tiếp cận của máy bay trinh sát của quân đội Mỹ, radar đã cố tình không bật, cho thấy nước này biết rằng nó chỉ mới đo được một nửa. S-300 và Hồng Quy 9B có khả năng phòng không hạn chế, tuy nhiên quân đội Trung Quốc vẫn chưa thể trang bị chúng. Dựa trên tên lửa phòng không Buzz của Liên Xô cũ và có tham khảo S-300, Trung Quốc đã phát triển tên lửa phòng không Hồng Quy 16. Đây là phiên bản cấp thấp của S-300 và Hồng Quy 9. Nhưng họ tuyên bố sẽ lấp đầy khoảng trống giữa tên lửa phòng không tầm ngắn và tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa. Phiên bản hải quân của HQ-16 được lắp đặt trong 32 bệ phóng thẳng đứng của tàu khu trục Thai 054A làm vũ khí phòng không chính. 054A được gọi là tàu khu trục, nhưng trên thực tế, nó thậm chí còn không thể tự bảo vệ mình. Trung Quốc biết rằng, tên lửa phòng không S-300, Hồng Quy 9 và Hồng Quy 16 bị áp đảo nên phải nhập khẩu tên lửa S-400 của Nga. S-400 là phiên bản nâng cấp của S-300, còn được gọi là S-300 BMU-3. Nó bắt đầu phục vụ trong quân đội Nga vào năm 2007 và Đảng Cộng sản Trung Quốc là khách hàng bên ngoài đầu tiên. Năm 2014, Trung Quốc và Nga ký hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-400, tổng giá trị thiết bị cho lô 6 tiểu đoàn tên lửa đầu tiên là khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Nga bắt đầu giao tên lửa S-400 vào năm 2017 và cố gắng bán lô thứ hai nhưng bị Trung Quốc từ chối. Có thông tin cho rằng Trung Quốc đã phát hiện ra rằng S-400 không tiên tiến hơn S-300 là mấy. Trong quá trình sao chép S-300, nước này cũng đã tiếp tục sao chép công nghệ tên lửa phòng không của quân đội Mỹ và phương Tây, và đã mất hứng thú với S-400. Ukraine tiếp tục sử dụng tên lửa để tấn công các mục tiêu quân sự của Nga, nhưng S-400 gặp khó khăn trong việc làm gì và đang mất đi những khách hàng nước ngoài tiềm năng. S-300 gặp khó khăn trong việc xác định tiêm kích tàng hình. S-300 tuyên bố có khả năng đánh chặn một phần tên lửa, nhưng xét từ kết quả chiến đấu thực tế, việc dựa vào S-300 để đánh chặn tên lửa là không đáng tin cậy, e rằng nó có nhiều khả năng được sử dụng để tấn công kẻ thù, máy bay chiến đấu. Nhưng S-300 dường như thờ ơ với máy bay chiến đấu tàng hình. Không quân Israel đã có một tiêm kích tàng hình S-35 vào năm 2017 và nhanh chóng đưa nó ra vào chiến đấu thực tế. Theo báo cáo, 3 máy bay chiến đấu F-35 của Israel đã thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm, bay vòng quanh thủ đô Tehran của Iran và Tel Aviv của Israel. Kết quả không được chú ý sau khi Iran biết được điều này. Tham mưu trưởng không quân và người chỉ huy vệ binh cách mạng bị sa thải. Các máy bay chiến đấu S-35 của Israel được cho là đã thực hiện nhiều cuộc không kích vào các mục tiêu vũ trang thân Iran ở Syria, Lebanon và Iraq. Các hệ thống phòng không, bao gồm cả tên lửa S-300,
đã không thể xác định được chúng một cách hiệu quả. Về cơ bản, chỉ được kích hoạt sau vụ nổ của cuộc không kích. Có một âm thanh và hệ thống phòng không bắn ngẫu nhiên lên không trung. Nếu Israel chuẩn bị tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, rất có thể nước này sẽ sử dụng máy bay chiến đấu F-35. Israel có tên lửa không đối nước tầm xa, nhưng trọng lượng đầu đạn dù sao cũng có hạn, đủ để phá hủy radar S-300, nhưng có thể hơi không đủ để tấn công các cơ sở hạt nhân. Băng đạn tích hợp của F-35 có thể mang theo tên lửa không đối không và bom dẫn đường chính xác nặng 1.000 pound. Quân đội Mỹ cũng đã thử nghiệm thành công khả năng thả bom nặng 2.000 pound của F-35 và có thể tiêu diệt các mục tiêu mặt đất hiệu quả hơn. Quy mô của các cuộc không kích của Israel lần này bị hạn chế và lẽ ra F-35 không nên được điều động để lẻn vào Iran. Tuy nhiên, nếu xung đột leo thang, nhiều F-35 có thể được điều động hơn, khiến hệ thống phòng không của Iran không thể tự vệ. S-300, Hồng Quy 9 và các tên lửa phòng không khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng rất khó để xác định máy bay chiến đấu tàng hình của quân đội Mỹ. Bất kể các căn cứ quân sự ven biển, điểm tập kết hay tàu chiến trên biển của Trung Quốc có thể khó có thể bảo vệ trước các máy bay chiến đấu tàng hình của quân đội Hoa Kỳ. F-35 của quân đội Mỹ cũng có thể mang bom hạt nhân chiến thuật B-61, máy bay ném bom B-2 và máy bay ném bom B-21 được sản xuất. Nó cũng có thể thực hiện các cuộc không kích chuyên sâu, phá hủy các căn cứ tên lửa của Trung Quốc và thậm chí thực hiện các nhiệm vụ chặt đầu. Các cuộc không kích của Israel vào Iran một lần nữa bộc lộ khả năng thực sự của tên lửa phòng không S-300, đồng thời cũng bộc lộ khả năng phòng không của Trung Quốc. Sau Iran và Nga, Trung Quốc đã trở thành kẻ thua cuộc tiềm năng lớn nhất. Gần đây, trong cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen đã cảnh báo rằng các công ty Trung Quốc sẽ phải chịu hậu quả đáng kể nếu hỗ trợ vật chất cho chiến dịch của Nga ở Ukraine. Bà Yellen đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh các công ty Trung Quốc đang cung cấp thiết bị phi điện tử, quang học, máy móc, v.v. cho Nga để sản xuất xe tăng, hỏa tiễn. Thái độ của bà Yellen thể hiện một sự thay đổi lớn trong lập trường liên quan của Hoa Kỳ. Chỉ một ngày trước khi bà Yellen đưa ra cảnh báo, tại cuộc họp Ngoại trưởng NATO tổ chức, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã nói rõ với những người tham gia rằng Trung Quốc đang tăng cường hỗ trợ cho ngành công nghiệp quân sự Nga, mức độ đã đạt đến mức đáng lo ngại. Ông cảnh báo rằng hành động của Trung Quốc không chỉ giúp Nga xâm lược Ukraine mà còn gây ra mối đe dọa cho các nước khác. Do đó, ông kêu gọi các đồng minh bày tỏ mối quan ngại trực tiếp với Trung Quốc và lên tiếng công khai về việc tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác Nga-Trung và thực hiện hành động thích hợp chống lại các thực thể và công ty liên quan đến việc củng cố cơ sở công nghiệp của Nga. Các đồng minh châu Âu của Hoa Kỳ rõ ràng cảm thấy rằng những tuyên bố của Hoa Kỳ khác biệt đáng kể so với những tuyên bố trước đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với các doanh nghiệp công nghiệp quân sự của Nga đã đạt đến mức khiến người ta lo ngại. Một số quan chức Mỹ tuyên bố riêng rằng sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga đang tiến đến ngưỡng viện trợ mang tính chí mạng, nghĩa là bao gồm từ đạn dược đến vũ khí. Trung Quốc đã cung cấp cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga các máy công cụ, quang học, nitrocellulose, phi điện tử, động cơ phản lực, thiết bị quang học, nhiên liệu đẩy tên lửa, hình ảnh vệ tinh cho mục đích quân sự. Trung Quốc cũng đã tăng cường hợp tác không gian với Nga. Ngoài ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn bán cái gọi là hàng hóa lưỡng dụng quân dân cho Nga thông qua các doanh nghiệp tư nhân. Những sự hỗ trợ nêu trên của Trung Quốc dành cho Nga đều phát huy tác dụng trong cuộc chiến Nga-Ukraine, chẳng hạn như giúp Nga tăng cường sản xuất vũ khí, đặc biệt là đạn pháo, tên lửa, máy bay không người lái tấn công cảm tử, v.v. Điều này không thể nghi ngờ gì nữa, đã trở thành mối uy hiếp rất lớn đối với các nước phương Tây ủng hộ Ukraine. Theo nhìn nhận của các quốc gia này, Trung Quốc đã trở thành đồng phạm trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác không có giới hạn. Điều này đã xác định trong một số cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Putin kể từ năm 2022. Khi Tập Cận Bình đến thăm Nga vào tháng 3 năm 2023, hai bên đã có tuyên bố rằng hợp tác quân sự Nga-Trung chiếm vị trí quan trọng trong quan hệ giữa hai nước và hy vọng quân đội hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các cuộc tập trận và huấn luyện chung, chuyên môn, trao đổi và các lĩnh vực khác. Sau đó vào tháng 4, ông Lý Thượng Phúc,
lúc đó là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc và chưa bị cách chức, đã đến thăm Nga để thực hiện các vấn đề hợp tác cụ thể, bao gồm trao đổi thông tin tình báo quân sự và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quân sự. Vào tháng 11, Phó Chủ tịch Quân ủy Đảng Cộng sản Trung Quốc Trương Hữu Hòa đã bất ngờ bay tới Moscow trước chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Tập. Trong cuộc gặp với ông Trương, Putin đã đề cập rằng các mối liên hệ Nga-Trung trong lĩnh vực quân sự và công nghệ quân sự đang đạt đến một tầm cao mới, hợp tác vũ khí hiện đại trong lĩnh vực công nghệ cao. Khi đó, Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo về việc Trung Quốc viện trợ cho Nga, trong khi công khai và ngấm ngầm ủng hộ Nga. Trung Quốc đóng vai trò được gọi là trung lập trong cộng đồng quốc tế, vừa sát cánh cùng Nga, vừa có ý định duy trì quan hệ tốt đẹp với phương Tây. Hoa Kỳ vốn từ lâu đã nghe lời nói và theo dõi hành động. Đương nhiên sẽ không dễ dàng tin vào điều đó. Trong cuộc điện đàm với ông Tập, Tổng thống Biden bày tỏ lo ngại về sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với ngành công nghiệp quân sự Nga và tác động của nó đối với an ninh châu Âu và xuyên Đại Tây Dương. Hoa Kỳ và châu Âu ủng hộ Ukraine chắc chắn sẽ không ngồi yên nhìn sự viện trợ mang tính chí mạng của Trung Quốc cho Nga. Trên thực tế, Blinken đã nói trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái rằng nếu Trung Quốc thật sự cung cấp hỗ trợ gây chết người cho Nga, thì điều đó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bà Sullivan, một lần nữa đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ, cảnh báo rằng viện trợ của Trung Quốc cho Nga sẽ gây ra những hậu quả lớn. Điều này hơi giống một tối hậu thư mang thông điệp. Nếu Trung Quốc tiếp tục lá mặt lá trái, Hoa Kỳ cũng sẽ không chút khách khí nào nữa. Cần phải nói rằng Hoa Kỳ đã đặt nền móng cho việc này vào năm 2022. Vào tháng 4 năm đó, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua đánh giá đạo luật can thiệp và lật đổ của Tập do Đảng Cộng Hòa đề xuất với số phiếu áp đảo là 394 thuận và 3 phiếu chống, một dự luật nhắm vào trục ma quỷ. Phần thứ hai của dự luật liệt kê mối quan hệ thân thiết giữa Putin và Tập Cận Bình được phát hiện qua các cuộc điều tra của Quốc hội, thái độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi Nga xâm chiếm Ukraine, sự tuyên truyền sai trái và minh oan cho cuộc chiến Nga-Ukraine của Đảng Cộng sản Trung Quốc, v.v. Do đó, Quốc hội tin rằng nếu phát hiện Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho cuộc chiến của Nga và Ukraine, thì Trung Quốc sẽ phải nhận những hậu quả nhanh chóng và nghiêm trọng. Phần thứ ba của dự luật yêu cầu Bộ Ngoại giao nộp báo cáo đánh giá không bí mật lên Quốc hội trong vòng 30 ngày sau khi dự luật có hiệu lực, giải thích tình trạng hợp tác và bằng chứng giữa Trung Quốc và Nga. Các bằng chứng cần được cung cấp cho Quốc hội bao gồm giúp đỡ chính phủ Nga hoặc các thực thể Nga trốn tránh hoặc né tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hoặc các biện pháp trừng phạt đa phương và kiểm soát xuất khẩu, cố tình cản trở hoạt động kiểm soát, kiểm tra xuất khẩu tại chỗ của chính phủ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, bao gồm cả các cuộc phỏng vấn và điều tra, cung cấp cho Nga bất kỳ công nghệ nào hỗ trợ năng lực tình báo hoặc quân sự của Nga, bao gồm cả chiếc bán dẫn được phân loại là EAR-99, thiết lập các thỏa thuận kinh tế hoặc tài chính nhằm giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ hoặc các lệnh trừng phạt đa phương, tạo điều kiện cho các nỗ lực tuyên truyền và thông tin sai lệch của Nga, phối hợp các nỗ lực nhằm cản trở hoạt động đa phương các tổ chức, bao gồm cả Liên Hợp Quốc, cung cấp hỗ trợ cho người dân hoặc chính phủ Ukraine, lên án chiến tranh của Nga, buộc Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc xâm lược và tiến hành chiến tranh, hoặc buộc những người đồng lõa trong phản ứng phải chịu trách nhiệm, cung cấp bất kỳ hỗ trợ vật chất, kỹ thuật hoặc hậu cần nào, bao gồm cả các cơ quan quân sự hoặc tình báo Nga và các doanh nghiệp nhà nước hoặc liên kết với nhà nước Nga cung cấp hỗ trợ. Từ những lời hùng biện mới nhất của Blinken và Sullivan, chính phủ Hoa Kỳ đã thu thập tất cả các khía cạnh bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang hỗ trợ Nga và sự hỗ trợ chết người của họ đối với Nga đã được xác nhận. Bước tiếp theo là để Trung Quốc gánh chịu hậu quả. Chiến lược mới răn đe Trung Quốc của chính quyền Biden. Gần đây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã có những trao đổi thường xuyên. Sáng ngày 2 tháng 4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Biden đã có cuộc điện đàm ngày 4 tháng 4. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Sullivan bay tới Quảng Châu. Đây là chuyến thăm thứ hai tới Trung Quốc trong vòng chưa đầy một năm của bà. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng tới thăm Bắc Kinh. Đối với chính quyền Biden, ngoại giao dày đặc này chỉ nhằm cân bằng cạnh tranh chiến lược cực độ nhắm vào Trung Quốc và không nhất thiết có nghĩa là làm xoa dịu mối quan hệ Mỹ-Trung. Trên thực tế, trong cuộc điện đàm mới nhất với Tổng thống Biden, ông Tập Cận Bình chỉ nói rằng quan hệ Trung-Mỹ xuất hiện trạng thái ổn định mong đợi và những yếu tố tiêu cực trong quan hệ giữa hai nước cũng gia tăng.
Kể từ khi chính quyền Biden lên nắm quyền vào đầu năm 2021, về mặt giọng điệu, họ đã điều chỉnh phiên bản chiến tranh lạnh mới 2020 của cựu Tổng thống Trump thành phiên bản Biden về chiến lược răn đe. Với cạnh tranh chiến lược ở cánh tả và ngoại giao chuyên sâu về cánh hữu và thúc đẩy toàn diện việc giảm thiểu rủi ro, lặp đi lặp lại môi trường chiến lược mà Trung Quốc đang tự đặt mình vào. Đồng thời giảm thiểu sự đầu cơ, mạo hiểm của Trung Quốc mà không khiến nó phát điên. Hiện tại, quan hệ Trung-Mỹ chưa hoàn toàn được định hình và chính quyền Biden vẫn đang tìm cách giải quyết. Trước sự không chắc chắn của cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024 và mối đe dọa quân sự ngày càng tăng từ Trung Quốc đối với Đài Loan, chiến lược răn đe của Hoa Kỳ đã được tiến hành gần đây. Thứ nhất, ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến công nghệ, chip là kẻ mắc kẹt đối với Trung Quốc. Chính quyền Biden đã sửa đổi các quy định được thiết kế nhằm gây khó khăn hơn cho Trung Quốc trong việc lấy được chip trí tuệ nhân tạo và công cụ sản xuất chip của Mỹ. Quy định mới dài 166 trang và có hiệu lực từ ngày 4 tháng 4. Các quy tắc này được sản xuất vào năm 2022 và đã được sửa đổi một lần vào năm 2023. Mỗi lần sửa đổi rõ ràng là hạn chế hơn bản trước. Hạn chế trước đây có 30 ngày kể từ khi ban hành đến khi có hiệu lực. Nhưng quy định mới năm nay chỉ có 6 ngày kể từ khi ban hành có hiệu lực. Chip là lĩnh vực cạnh tranh quan trọng nhất giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và sẽ còn tiếp tục trong thời gian dài. Cả hai bên đều tin tưởng rằng kết quả sẽ được định đoạt trong 10 năm tới. Cuộc chiến công nghệ của Hoa Kỳ có những cân nhắc về quân sự, kinh tế, công nghệ và các vấn đề khác. Nếu Trung Quốc nắm quyền bá chủ công nghệ cao, vị thế siêu cường duy nhất của Hoa Kỳ sẽ chấm dứt và nước này sẽ đầu hàng Trung Quốc. Đây là điều mà Hoa Kỳ không thể chấp nhận được. Thứ hai, Hoa Kỳ đã triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á, Thái Bình Dương, phá vỡ cái gọi là ưu thế tên lửa của Trung Quốc. Quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai một hệ thống tên lửa tầm trung mới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào cuối năm nay. Vào ngày 3 tháng 4, Charles Lynch, tư lệnh quân đội khu vực Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, nói với các phóng viên của truyền thông Nhật Bản và Mỹ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nhật Bản: "Tôi sẽ không thảo luận về hệ thống nào, khi nào và ở đâu. Tôi chỉ nói rằng sẽ có những cuộc tấn công tầm xa. Khả năng hỏa lực chính xác sắp có mặt trong khu vực." Lynch cho biết, quân đội Trung Quốc không ngừng tăng cường các năng lực liên quan của mình. Hiện tại, Trung Quốc đang đi theo con đường vô trách nhiệm trong việc mở rộng quân sự và sử dụng các phương tiện quân sự. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng cho biết, việc Mỹ thiết lập các hệ thống phóng tên lửa mới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ thu hẹp khoảng cách về năng lực tên lửa với Trung Quốc và tăng cường khả năng răn đe. Năm 1987, Hoa Kỳ và Liên Xô ký hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung, trong đó cấm hai nước sở hữu tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ mặt đất và tên lửa hành trình có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km. Trung Quốc đã nhân cơ hội này để xây dựng kho vũ khí tên lửa tầm trung lớn nhất thế giới và tự hào về loạt tên lửa Dongfeng chưa được thử nghiệm trong thực chiến với cái tên Dongfeng Express. Vào ngày 2 tháng 8 năm 2019, Hoa Kỳ chính thức rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung. Lục quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đang phát triển toàn diện các tên lửa tầm trung mới. Nếu quân đội Mỹ triển khai tên lửa tầm trung ở châu Á-Thái Bình Dương, tình hình quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ có những thay đổi căn bản. Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tham gia vào một cuộc chiến khốc liệt về vấn đề này. Thứ ba, Hoa Kỳ hiếm khi tuyên bố rằng thỏa thuận tàu ngầm AUKUS có thể ngăn cản Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan. Năm 2021, Australia, Anh và Mỹ đã ký một thỏa thuận an ninh mới AUKUS. Trong đó, cốt lõi là Mỹ và Anh giúp Australia xây dựng hạm đội tàu ngầm hạt nhân. Dự án tàu ngầm hạt nhân sẽ được công bố vào năm 2023. Tuy nhiên, ba quốc gia này chưa công khai liên kết AUKUS với tình hình ở eo biển Đài Loan. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Campbell cho biết khi tham dự một sự kiện mới đây của Trung tâm An ninh Mỹ mới của Washington rằng năng lực tàu ngầm của AUKUS có tác động rất lớn trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm cả tình huống xuyên eo biển. Tôi nghĩ rằng hợp tác chặt chẽ với các nước khác, không chỉ trong lĩnh vực ngoại giao mà còn trong lĩnh vực quốc phòng, sẽ mang lại kết quả rộng lớn hơn trong việc củng cố hòa bình và ổn định. Nếu tàu ngầm hạt nhân là trụ cột thứ nhất của AUKUS và đóng tàu, thì hợp tác liên quan đến năng lực dưới biển, vũ khí siêu thanh và các công nghệ khác là trụ cột thứ hai của AUKUS và đang mở. Những người quen thuộc với vấn đề này nói với Financial Times rằng Bộ trưởng Quốc phòng của các quốc gia thành viên AUKUS hiện tại sẽ thông báo vào ngày 8 tháng 4
rằng họ sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán mở rộng liên quan đến trụ cột 2 của AUKUS. Mỹ đang thúc đẩy Nhật Bản tham gia để mở rộng khả năng răn đe chống lại Trung Quốc. Thứ tư, Mỹ và Nhật Bản công bố thỏa thuận an ninh lịch sử. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã ca ngợi mối liên hệ giữa hai nước khi gặp nhau tại Washington ngày 10 tháng 4. Nhấn mạnh đây là một cột mốc lịch sử, liên minh không thể phá vỡ, tuyên bố chung Mỹ-Nhật là đối tác toàn cầu cho tương lai, đánh dấu sự hợp tác chặt chẽ nhất mà hai nước có được cho tới nay. Cũng như mối quan hệ song phương sâu rộng nhất lịch sử kể từ khi họ trở thành đồng minh sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản từ một cường quốc khu vực thành một quốc gia có ảnh hưởng toàn cầu. Tuyên bố chung lần này chính thức thể hiện cam kết của Nhật tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ hơn các hoạt động của Mỹ trên toàn cầu, cũng như can dự nhiều hơn vào các cuộc xung đột toàn cầu trong tương lai. Hai bên đã ký 70 thỏa thuận hợp tác. Bản liệt kê hơn 70 hạng mục được công bố kèm với tuyên bố chung gồm nhiều lĩnh vực quan trọng. Chúng bao gồm các điểm chính như cam kết thay đổi cơ cấu lực lượng của Mỹ tại Nhật Bản để cải thiện cách thức hợp tác giữa hai nước, thỏa thuận cho phép các công ty Nhật xử lý việc sửa chữa lớn cho tàu chiến, thành lập Hội đồng Công nghiệp Quân sự để đánh giá nơi hai nước có thể cùng sản xuất vũ khí phòng thủ nhằm cải thiện hợp tác, nâng cấp mạng lưới liên lạc quốc phòng và kết nối các khả năng phòng không giữa Mỹ, Úc và Nhật để chống lại các mối đe dọa trên không và tên lửa. Dù không đề cập tới Trung Quốc, Nga và Triều Tiên, nhưng sự nâng cấp toàn diện liên minh Mỹ-Nhật ít nhất sẽ gây ra lo ngại cho các quốc gia này. Tổng thống Biden cho biết Mỹ và Nhật Bản sẽ tạo ra một cấu trúc quốc phòng mở rộng với Úc, tham gia các cuộc tập trận quân sự ba bên với Anh và tìm cách để Nhật tham gia một liên minh với Úc và Anh do Mỹ lãnh đạo. Trong khi một cấu trúc liên minh ba bên khác bao gồm Mỹ, Nhật, Philippines cũng đang dần hình thành. Trên thực tế, Trung Quốc và Nhật Bản đã bất hòa kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Nhật Bản đã nói rõ rằng, nếu có điều gì đó không ổn xảy ra ở eo biển Đài Loan, điều đó có nghĩa là có điều gì đó không ổn đối với Nhật Bản và có điều gì đó không ổn đối với liên minh Mỹ-Nhật. Các thỏa thuận vẫn còn đang trên giấy với đầy những hứa hẹn, nhưng viễn cảnh về các liên minh đối chọi nhau ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì đã dần hiện diện. Hứa hẹn sẽ đánh dấu mốc lịch sử chấn động trong tương lai gần. Cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra luôn xoay quanh một chủ đề, đó là sự gia tăng chi tiêu quân sự. Trung Quốc gần đây lập kỷ lục mới lần nữa khi tuyên bố tăng ngân sách quốc phòng thêm 7,2% vào năm 2024. Sự gia tăng đáng kể ngân sách quân sự này là động thái mới nhất của Trung Quốc về việc tăng chi tiêu quốc phòng trong 20 năm liên tiếp. Với tốc độ tăng trưởng vượt xa Hoa Kỳ, càng không nói đến Đài Loan, quốc gia thật quá nhỏ bé nếu so sánh với Trung Quốc. Tuy nhiên, trước mối đe dọa của chế độ có tiếng là tàn bạo này, các nước nhỏ như Đài Loan, Nhật Bản đang đi những chiến lược khôn ngoan, khiến người ta nhớ đến chuyện kiến có thể giết voi. Liệu kiến có thể giết voi? Và nếu như thế thì bằng cách nào? Mời quý vị theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi để có cái nhìn toàn cảnh về một liên minh khiến Trung Quốc phải e sợ, Đài Loan, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Trung Quốc ráo riết tăng chi ngân sách quốc phòng. Chỉ trong 10 năm qua, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gần 2 lần. Từ 132 tỷ đô la Mỹ năm 2014 lên 234 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, mức tăng trung bình hàng năm khoảng 8%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát. Nếu tính bình quân, thì ngân sách quân sự của Trung Quốc đang tăng với tốc độ gần gấp đôi ngân sách quốc phòng của Mỹ. Ngay cả một kết luận gây sốc như vậy cũng có thể đã bị nói giảm nói tránh một cách nghiêm trọng, bởi Trung Quốc trước nay chưa bao giờ nói thật về tổng chi tiêu quân sự thực tế của mình. Lầu Năm Góc cho biết quy mô chi tiêu quân sự thực tế của Trung Quốc có thể cao hơn nhiều so với con số chính thức mà họ đưa ra. Nếu tính cả tốc độ tăng trưởng kép trong chi tiêu quân sự của Trung Quốc, trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng kép của ngân sách quốc phòng nước này có thể vượt quá 231%, trong khi của Mỹ chỉ là 164%. Khoảng cách lớn về tốc độ tăng trưởng kép cho thấy, mặc dù ngân sách của Lầu Năm Góc đôi khi vượt quá lạm phát, nhưng các khoản đầu tư liên tục của Trung Quốc có thể đã tạo ra những lợi ích quân sự lâu dài hơn. Mặc dù Trung Quốc vừa đứng sau Hoa Kỳ về giá trị tuyệt đối về các khoản chi tiêu quân sự được công bố, nhưng mối quan hệ giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ, Đài Loan, Nhật Bản và các nước láng giềng liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông ngày càng trở nên căng thẳng. Trung Quốc sẽ đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển máy bay chiến đấu tàng hình,
tàu sân bay và vũ khí hạt nhân cũng như các công nghệ quân sự, khoa học kỹ thuật cao cấp khác. Ngoại giới phổ biến nhìn nhận rằng ngân sách quân sự chính thức hơn 222 tỷ đô la Mỹ được công bố tại lễ khai mạc kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc vào ngày 5 tháng 3 chỉ là một phần nhỏ trong chi tiêu quân sự của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết họ sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính mạnh mẽ hơn cho việc hiện đại hóa quốc phòng và quân sự, đồng thời củng cố và nâng cao năng lực chiến lược quân sự của họ. Trung Quốc đang tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển nhanh chóng về năng lực quân sự. Điều này đã thu hút sự chú ý của các nước trên thế giới. Trong vài năm trở lại đây, hải quân Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng. Hạm đội của nước này lên tới 370 tàu. Riêng năm ngoái, nước này đã bổ sung thêm 30 tàu, bao gồm cả tàu sân bay, tàu tuần dương và tàu khu trục. Báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân sự của Trung Quốc cũng cho thấy rằng không quân Trung Quốc đã triển khai 1.900 máy bay chiến đấu và khả năng hiện đại hóa lực lượng mặt đất của nước này cũng càng ngày gia tăng. Trung Quốc đã trở thành đối thủ cạnh tranh chiến lược quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong những thập kỷ tới qua việc tiếp tục tăng đáng kể ngân sách quân sự của mình. Mặc dù chi tiêu quân sự của Mỹ vẫn cao hơn Trung Quốc, nhưng mức tăng trưởng thực tế đang dao động ở mức thấp do ảnh hưởng của lạm phát. Một số nhà phân tích tin rằng Quốc hội Hoa Kỳ nên từ bỏ giới hạn ngân sách và cung cấp cho quân đội mức tăng ngân sách thực tế. Họ lo lắng rằng việc thiếu kinh phí định kỳ có thể dẫn tới chi phí cao hơn trong tương lai và tạo cơ hội cho Trung Quốc lợi dụng. Ý tưởng này có sự hợp lý ở một khía cạnh nào đó và nó giúp Hoa Kỳ duy trì lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trước Trung Quốc. Nhưng nó dường như cũng hạ thấp một số thực tế quan trọng. Đó là nền tảng quân sự lớn mạnh và vị thế công nghệ quân sự tiên tiến của Hoa Kỳ không phải là điều mà các đối thủ có thể cân bằng qua việc phát triển năng lực quân sự nhất định. Hơn nữa, Hoa Kỳ còn có được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các đối tác có năng lực ngày càng tăng trong khu vực. Trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, sự hiện diện và ảnh hưởng của các đối tác khu vực như Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể vượt quá vai trò của họ với tư cách là lực lượng phụ trợ trong việc giúp Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc và thậm chí có thể đóng một vai trò chủ đạo ở một số khu vực và thời điểm nhất định. Đài Loan tăng chi tiêu quân sự lên mức cao kỷ lục. Lãnh thổ này đang phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng từ quân đội Trung Quốc. Trong những năm gần đây, dưới áp lực quân sự liên tục của Trung Quốc, chi tiêu quân sự của Đài Loan cũng tăng cao kỷ lục. Ngân sách cho lực lượng phòng vệ Đài Loan được đề xuất lên tới 19 tỷ đô la Mỹ cho năm 2024. Mức kỷ lục tương đương 2,5% GDP của hòn đảo này. Nhìn chung, Đài Loan trong khu vực về tiềm lực quốc phòng an ninh vẫn giữ vị trí quan trọng và có sự chi tiêu cho quốc phòng lớn. Theo một số báo cáo mới của quân đội Đài Loan, chi tiêu quốc phòng của Đài Bắc sẽ tập trung vào việc chuẩn bị vũ khí và trang thiết bị, trong đó có thiết bị cho chiến đấu cơ F-16 mua của Mỹ, để tăng cường khả năng chiến đấu liên tục, đối phó với khả năng Trung Quốc phong tỏa hoàn toàn Đài Loan. Mặc dù quy mô tổng thể rất nhỏ so với Trung Quốc, tuy nhiên chi tiêu quân sự của Đài Loan nhấn mạnh đến sự cạnh tranh, bất đối xứng, cũng có nghĩa là trước sức mạnh quân sự lớn mạnh của Trung Quốc, tiền vẫn được chi cho những lưỡi dao nhọn nhắm đúng vào các điểm trọng yếu của Trung Quốc. Trong những năm qua, hoạt động phát triển trang bị của Đài Loan, dù được mua từ nước ngoài hay do chính họ sản xuất, thì họ đều quan tâm nhiều hơn đến tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm, vũ khí tấn công mặt đất chính xác tầm trung và tầm xa, máy bay không người lái, tàu ngầm, tàu mặt nước nhỏ và tình báo, giám sát và trinh sát, v.v. và đã đạt được những kết quả thiết thực. Sự gia tăng những năng lực này của Đài Loan được phản ánh qua việc mua sắm quân sự của Hoa Kỳ và đạt được kết quả theo từng giai đoạn đối với một vài dự án trong nước, bao gồm tàu ngầm Hải Côn đang trải qua thử nghiệm tại cảng và trên biển, cùng với hai tàu chiến hiệu suất cao ROCS Anchian và tàu tuần tra BGG-626. Cuối cùng, trong lô đầu tiên gồm 6 tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp đà gia, vừa được bàn giao cho Hải quân Đài Loan. Theo báo cáo, tàu ngầm Hải Côn dự kiến sẽ được bàn giao cho Hải quân Đài Loan trước tháng 11 năm 2025. Tàu ngầm có lượng giãn nước khoảng 2.500 tấn, dài 70 mét, rộng 8 mét và khả năng lặn sâu tới 300 mét. Hệ thống vũ khí chủ yếu của nó bao gồm 18 ngư lôi hạng nặng MK-48, MOS-6 AT, tên lửa Harpoon, phóng từ tàu ngầm và thủy lôi thông minh được Đài Loan phát triển. Vào ngày 26 tháng 3, hai chiếc cuối cùng trong số 6 tàu khu trục lớp Đà Giang đầu tiên đã được bàn giao cho Hải quân Đài Loan. Tàu khu trục lớp Đà Giang áp dụng thiết kế hai thân, giúp nâng cao tính ổn định và khả năng cơ động nhanh trong điều kiện biển phức tạp, đồng thời thiết kế ngoại hình, giúp tàu có khả năng chắn sóng và giảm tiết diện phản xạ radar. Con tàu này có tổng chiều dài là 65 mét,
lượng giãn nước 685 tấn, tốc độ tối đa khoảng 43 hải lý trên giờ và hành trình của nó lên tới 1.800 hải lý. Hệ thống động cơ sử dụng 4 chiếc máy bơm phản lực nước MCB850CSU. Hệ thống này nổi tiếng về tốc độ, sự nhanh nhẹn và linh hoạt, được trang bị hạm pháo ô tô Malara 76mm, cũng như tên lửa phòng không Hải Kiếm 2, tên lửa chống hạm tầm trung và tầm xa Hùng Phong 2 và Hùng Phong 3, hệ thống vũ khí tầm ngắn Phalanx, súng máy Browning M2HB 12,7mm và ống phóng ngư lôi Mark 32. Khả năng thực hiện nhiệm vụ của nó bao gồm phòng thủ bờ biển, tác chiến chống mặt nước, tác chiến phòng không và tuần tra hàng hải. Các tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp đa giang dự kiến được đóng thành 2 đợt, mỗi đợt 6 tàu, tổng cộng 12 tàu. Hai tàu khu trục lớp đa giang mới nhất được bàn giao phản ánh sự phát triển năng động về thiết kế và tiến bộ công nghệ. Thiết kế mô đun cho phép các tính năng và khả năng kỹ thuật của chúng liên tục được cập nhật và cải tiến trong quá trình sử dụng tiếp theo. Trong trường hợp có thể xảy ra xung đột với Hải quân Trung Quốc, các tàu khu trục lớp đa giang có thể lợi dụng tốc độ và khả năng tàng hình của mình để thực hiện chiến thuật đánh rồi bỏ chạy, cải thiện hơn nữa chiến lược phòng thủ hàng hải của Đài Loan và hình thành khả năng tác chiến bất đối xứng để đáp lại ưu thế về quân số của Trung Quốc. Các tàu ngầm diesel điện mới nhất và tàu khu trục tên lửa nhỏ có khả năng tàng hình của Đài Loan là những hệ thống vũ khí chiến đấu bất đối xứng được phát triển đặc biệt cho Hải quân Trung Quốc. Họ không theo đuổi năng lực hàng hải lớn và toàn diện, mà có mục tiêu nhấn mạnh vào khả năng chiến đấu đặc biệt nhỏ nhưng sắc bén. Do khả năng độc đáo của chúng, những hệ thống vũ khí này có khả năng được khuếch đại trong chiến tranh và có thể thực sự đối đầu và gây ảnh hưởng với Hải quân Trung Quốc, dường như mạnh hơn rất nhiều, từ đó giúp Hải quân Đài Loan nhanh chóng phát triển thành nền tảng trong chiến lược an ninh của Đài Loan. Tàu ngầm do khả năng che giấu và khó nắm bắt có thể tạo thành những đòn khó lường và chí mạng cho hạm đội Trung Quốc ở eo biển Ba Sĩ và biển Philippines. Một khi các tàu ngầm này được triển khai ở eo biển Ba Sĩ, có thể đóng tuyến đường biển mà hạm đội Trung Quốc đi và Tây Thái Bình Dương. Khởi được tác dụng một người giữ cửa quan và người không mở được, kể cả khi hạm đội Trung Quốc tiến vào biển Philippines, họ cũng sẽ luôn đối mặt với những đòn tấn công chí mạng từ tàu ngầm Đài Loan. Chỉ riêng sự tồn tại của khả năng này cũng có thể ngăn cản Trung Quốc triển khai các tàu sân bay ở biển Philippines và mang đến những thay đổi trong tư thế răn đe trong các cuộc xung đột trên eo biển Đài Loan. Hiệu quả như vậy có thể không đạt được ngay cả với hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những biểu hiện cho thấy tầm quan trọng của tư duy chiến lược bất đối xứng, sử dụng các nguồn lực hạn chế để phát huy tối đa năng lực. Tàu khu trục tên lửa cỡ nhỏ có khả năng tàng hình, cơ động tốc độ cao, lại là một ví dụ điển hình về tư duy chiến lược bất đối xứng. Những tàu chiến thực sự có thể tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm trung và tầm xa, trông giống như một chiếc thuyền đánh cá nhỏ trên màn hình radar. Chúng có thể hòa nhập với các tàu đánh cá rải rác khắp Đài Loan, tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ khó lường vào các tàu chiến Trung Quốc tiếp cận hòn đảo này từ bất kỳ hướng nào và cung cấp khả năng phòng không cho cơ sở hạ tầng quan trọng ở các khu vực ven biển xa xôi. Khả năng tàng hình và mạng lưới phòng không nhiều lớp của riêng nó đã giúp cải thiện đáng kể khả năng sống sót của chúng. Tốc độ di chuyển và tính linh hoạt hơn 70 km/h giúp chúng có thể triển khai và sơ tán nhanh chóng, trở thành cao thủ về du kích trên biển. Tóm lại, tư duy chiến lược bất đối xứng của Đài Loan đã bắt đầu gặt hái kết quả và sẽ có tác động có thể thấy được trước đối với tình hình an ninh trên eo biển Đài Loan. Trong khi đó, Nhật Bản cũng thể hiện vai trò đắc lực trong việc phối hợp với đồng minh Hoa Kỳ chống lại Trung Quốc. Nhật Bản tăng cường khả năng phòng thủ trên các đảo lân cận Đài Loan. Trung Quốc tăng cường áp lực quân sự lên Đài Loan, khiến Nhật Bản rất bất an. Do vị trí địa lý, xung đột trên eo biển Đài Loan sẽ đe dọa an ninh của Nhật Bản. Cựu thủ tướng Nhật Bản là ông Shinzo Abe từng nói, Đài Loan gặp chuyện cũng chính là Nhật Bản gặp chuyện. Vào tháng 8 năm 2022, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc bấy giờ là bà Nancy Pelosi đã đến thăm Đài Loan. Động thái này đã dẫn đến sự trả đũa từ Trung Quốc. Trung Quốc sau đó đã tiến hành tập trận tại 6 vùng biển xung quanh Đài Loan và phóng tên lửa qua Đài Loan. Tuy nhiên, 5 quả tên lửa trong đó đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, gây ra sự phản đối từ phía Nhật Bản và khiến chính phủ Nhật Bản nhận thức rõ hơn về tính cấp thiết của việc tăng cường phòng thủ. Các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản từ chối tiết lộ mục đích cụ thể của các căn cứ trên các đảo gần Đài Loan hoặc quân đội sẽ bảo vệ những gì ngoài việc bảo vệ các đảo của Nhật Bản. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các căn cứ trên những quần đảo này là để ứng phó một cuộc xâm lược Đài Loan có thể xảy ra của Trung Quốc. Ông Yasuhiro Masuda, giáo sư an ninh châu Á tại Đại học Tokyo,
nói với tờ Nikkei Shimbun rằng nếu Trung Quốc muốn tấn công Đài Loan, họ rất có thể sẽ tấn công các hòn đảo gần đó của Nhật Bản. Ông cũng cho biết thêm rằng nếu không có căn cứ trên các hòn đảo này hoặc khả năng phòng thủ của Nhật Bản quá yếu kém, Trung Quốc sẽ cố gắng chiếm giữ chúng và sử dụng chúng để thực hiện các hoạt động quân sự. Chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Sáng kiến Châu Á-Thái Bình Dương, một viện nghiên cứu ở Tokyo, là ông Hirohito Oki cho biết quân đội Trung Quốc có thể xâm chiếm Đài Loan từ phía Đông Bắc, Đông Nam và Đài Loan, hoặc từ Thái Bình Dương. Nếu đúng thật là như vậy, những hòn đảo này của Nhật Bản sẽ nằm trong phạm vi hành động của Trung Quốc. Nhật Bản đã đẩy nhanh kế hoạch tăng cường phòng thủ trên các hòn đảo phía Tây Nam nước này. Trong đó, hòn đảo Sanaguni chỉ cách Đài Loan 110 km, trở thành tuyến phòng thủ đầu tiên trong kế hoạch này. Các chuyên gia cho rằng, đây là vì nếu quân đội Trung Quốc muốn xâm phạm Đài Loan, thì những hòn đảo nằm gần Đài Loan của Nhật khó có thể nằm ngoài cuộc chiến. Tạp chí Nikkei Asia đã đưa tin, do tình hình hàng hải của Đài Loan ngày càng căng thẳng nên Nhật Bản bắt đầu đưa các đơn vị quân đội mới tới đóng quân tại những hòn đảo này, hoặc mở rộng các căn cứ quân sự trên đảo. Các chuyên gia cho rằng động thái này của Nhật Bản là chuẩn bị trước cho việc Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Việc Nhật Bản tăng cường khả năng phòng thủ trên các hòn đảo này là rất quan trọng đối với quân đội Hoa Kỳ và có lợi cho việc ngăn chặn Trung Quốc tấn công Đài Loan. Theo báo cáo của tờ Nikkei Asia ngày 31 tháng 3, thuận theo căng thẳng ở eo biển Đài Loan gia tăng, Nhật Bản đang triển khai các đơn vị quân sự mới trên quần đảo và mở rộng căn cứ trên quần đảo này. Trong tháng này, một đơn vị mới gồm 50 nhân viên đã bắt đầu tác nghiệp tại căn cứ của lực lượng phòng vệ mặt đất SSDF trên đảo Sanaguni. Các đơn vị này chịu trách nhiệm về các tác chiến điện tử, bao gồm các nhiệm vụ như chặn liên lạc và gây nhiễu radar của đối phương. Căn cứ trên đảo Sanaguni này được thành lập vào năm 2016. Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch sớm triển khai tên lửa đất đối không ở đó, đồng thời cũng có ý định mua đất gần đó để mở rộng căn cứ lên 1,6 lần quy mô hiện tại. Bộ Quốc phòng cũng có kế hoạch triển khai các đơn vị tác chiến điện tử trên đảo Miyazakojima vào cuối tháng 3 năm 2025. Đảo Miyazakojima và đảo Ishigaki đều thuộc tỉnh Okinawa. Quan chức của Bộ Quốc phòng còn cho biết, nguyên nhân sâu xa sau những hành động này liên quan đến việc đảm bảo tình hình an ninh trong bối cảnh gay go và phức tạp nhất sau chiến tranh. Vị quan chức của Bộ Quốc phòng đã từ chối bình luận về mục đích thiết lập các căn cứ quân sự này, cũng như về việc các đơn vị quân đội đóng quân ở đây, ngoài bảo vệ các hòn đảo, thì còn phải phòng thủ những thứ gì. Tuy vậy, các chuyên gia khẳng định, Nhật Bản lập các căn cứ quân sự trên đảo nhằm chuẩn bị trước đề phòng khả năng Trung Quốc đưa quân xâm chiếm Đài Loan. Nhật Bản đã giúp Mỹ răn đe Trung Quốc. Phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tufts ở Mỹ là ông Michael Beppley nói với tờ Nikkei Shimbun rằng Nhật Bản sẽ dẫn quân đội trên các đảo xa xôi đối với Hoa Kỳ mà nói, thì đây là một động thái rất đáng hoan nghênh. Ông Beppley cho biết, việc quân đội Mỹ tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản trên các đảo gần Đài Loan này, đối với quân đội Hoa Kỳ mà nói thì nó có ý nghĩa rất quan trọng. Hiện tại quân đội Mỹ chỉ có hai căn cứ trên đảo chính Okinawa cách Đài Loan 500 dặm. Nếu điều gì đó bất ngờ xảy ra với hai căn cứ này trong một cuộc chiến, Mỹ sẽ phải huy động lực lượng từ Guam hoặc Philippines. Đồng thời khoảng cách di chuyển và nhu cầu tiếp nhiên liệu sẽ làm giảm số lượng nhiệm vụ mà quân đội Mỹ có thể thực hiện. Ông nói thêm rằng bằng cách cung cấp hỏa lực ở đảo Okinawa, Nhật Bản có thể giúp đỡ quân đội Mỹ để quân đội Trung Quốc phải đối mặt với sự kháng cự gay gắt ngay từ đầu cuộc chiến tranh Đài Loan, từ đó khiến cho mục tiêu tốc chiến tốc thắng mà Trung Quốc mong đợi trở nên khó thực hiện hơn. Năm ngoái, Nhật Bản và Mỹ đã tiến hành tập trận chung ở những nơi như đảo Ishigaki. Ngoài ra, một tàu hải quân Mỹ được trang bị hệ thống vũ khí ACES đã cập cảng đảo Ishigaki lần đầu tiên trong tháng này. Vào tháng 12 năm 2022, chính phủ Nhật Bản đã thông qua 3 văn kiện an ninh mà đưa ra quyết định mang tính lịch sử. Thủ tướng Fumio Kishida cho biết vào thời điểm đó rằng điều này sẽ mang lại cho Nhật Bản khả năng phản công, chính là khả năng tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của quốc gia khác trong trường hợp khẩn cấp và trong những trường hợp cụ thể. Trong khi một số người tin rằng việc triển khai những vũ khí này trên các đảo của Nhật Bản gần Đài Loan có thể làm tăng nguy cơ xảy ra cuộc tấn công vào quần đảo này, thì ông Beppley, phó giáo sư tại Đại học Tufts lại nghĩ khác. Ông nói rằng một số kế hoạch chiến tranh của Trung Quốc kêu gọi ném bom tên lửa và trên không với quy mô lớn vào các căn cứ Okinawa khi bắt đầu cuộc chiến chống lại Đài Loan.
Vì vậy, bất kể loại vũ khí nào Nhật Bản triển khai trên các quần đảo này đều rất có khả năng bị cuốn vào cuộc chiến ngay trong ngày đầu tiên. Ông Beplay nói thêm rằng, nếu có điều gì khác thì đó chính là việc mở rộng lực lượng quân sự trên các hòn đảo này để giúp ngăn chặn Trung Quốc tấn công Đài Loan, từ đó giảm nguy cơ Nhật Bản bị cuốn vào cuộc chiến tranh. Tờ Nikkei ngày 28 tháng 3 đưa tin rằng chính phủ Nhật Bản sắp nâng cấp mở rộng 11 cảng và 5 sân bay để làm trung tâm khẩn cấp. Khi tình hình quốc tế thay đổi trong số 16 dự án mở rộng này, thì sân bay Naha và cảng Ishigaki đều nằm gần eo biển Đài Loan. Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản đừng đua với lửa về vấn đề Đài Loan. Tờ Hoàn Cầu Thời báo chỉ trích cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vì ông kêu gọi Nhật Bản, Mỹ và các đồng minh khác tạo ra tình thế buộc Trung Quốc từ bỏ việc chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Tờ Taiwan News trích phát biểu của ông Shinzo Abe tại hội nghị chuyên đề ASEAN Outlook lần thứ 13. Cụ thể, ông Abe nói rằng điều quan trọng là phải tạo ra một tình huống khiến Trung Quốc từ bỏ mục tiêu quân sự chiếm Đài Loan. Ông nói các đồng minh trong khu vực cần phải xây dựng năng lực để phòng thủ hoặc ngăn chặn Trung Quốc tấn công Đài Loan và thể hiện ý chí làm như vậy. Cựu Thủ tướng chỉ ra rằng Nhật Bản cần phải tăng cường khả năng phòng thủ và tăng khả năng răn đe với cốt lõi là liên minh Nhật-Mỹ. Kênh truyền thông của Trung Quốc đại lục cũng trích những cảnh báo của các chuyên gia về việc Nhật Bản đang hồi sinh chủ nghĩa quân Việt. Nói thêm rằng Tokyo đang đùa với lửa về vấn đề Đài Loan và đang leo thang đối đầu và gây ra bất ổn trong khu vực. Trong tuyên bố chung giữa cựu Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 4 năm 2021, hai quốc gia nhắc đến tầm quan trọng của hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Động thái chưa từng có tiền lệ này nhằm nhấn mạnh vị thế chiến lược của Đài Loan trong khu vực. Liệu Liên minh Nhật Bản-Đài Loan và Hoa Kỳ có khiến Trung Quốc chung bước đánh chiếm Đài Loan? Rõ ràng Trung Quốc nên e ngại khi đối đầu với những quốc gia tuy nhỏ nhưng tinh thần và ý chí quật cường thì không thua kém gì bất kỳ quốc gia lớn mạnh nào trên thế giới. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy để lại quan điểm của mình ở bên dưới để thảo luận trực tiếp với chúng tôi. Một lần nữa, đừng quên nút like và đăng ký kênh. Hy vọng quý vị đã có những kiến thức bổ ích hôm nay. Hẹn gặp lại trong những hành trình mới.